tại ngày hội kết nối sinh viên với doanh nghiệp Nhật Bản thông qua những bài giới thiệu của đại diện 4 công ty hàng đầu Nhật Bản là HIS, Daiwa House, Lixil, Credit Saison. Các sinh viên Việt Nam đã có được cái nhìn gần gũi, cụ thể hơn về hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng có cơ hội lắng nghe những băn khoăn, nguyện vọng của sinh viên trước việc lựa chọn nghề nghiệp. Có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản cho biết họ chưa thực sự hiểu rõ về sinh viên Việt Nam. Chúng tôi là công ty về giáo dục nên muốn đóng góp sức mình vào việc tăng cường mối quan hệ giữa sinh viên và doanh nghiệp. Sự kiện ngày hôm nay không kết nối trực tiếp với việc tuyển dụng. Tuy nhiên, trước khi sinh viên bắt tay vào quá trình tìm việc, thì tôi nghĩ sẽ cần một sân chơi để sinh viên và doanh nghiệp có thể hiểu nhau hơn. Được biết ở Việt Nam không có hoạt động tìm nghề, tìm việc trước khi ra trường. Thông tin của các công ty chỉ có trên Internet. Chính vì vậy, những hoạt động giáo dục định hướng nghề nghiệp như hôm nay sẽ rất cần thiết để cho sinh viên và doanh nghiệp như chúng tôi được kết nối với nhau. Nội dung được chờ đón nhất trong ngày hội là phần thi thử thách sinh viên. Các doanh nghiệp sẽ đưa ra bài tập là các nhiệm vụ cụ thể. Sinh viên tham gia phải lập thành các nhóm thảo luận cách giải quyết nhiệm vụ được giao và thuyết trình về phương án của nhóm mình bằng tiếng Nhật. Nhóm có phương án tốt nhất sẽ nhận được giải thưởng là một chuyến thực tập tại Nhật Bản. Công ty chúng tôi luôn hướng đến thị trường thế giới, nên việc tìm nguồn nhân lực trẻ, tài năng rất cần thiết đối với chúng tôi. Hôm nay các em sinh viên đã rất nhiệt tình thảo luận đề tài, với khả năng tiếng Nhật cao và tư duy tích cực. Chính những suy nghĩ tích cực cùng sự ham học hỏi đó của các em khiến chúng tôi cảm thấy rất vui và kỳ vọng vào sự phát triển của các em. Điều đầu tiên em học được đó là khả năng làm việc nhóm. Ở nhóm em thì làm việc khá lâu, xuyên sẻ từ đầu đến cuối, và đấy là sự kết hợp với cả nhóm, tất cả mọi người phải cùng ý chí với nhau. Thứ hai, điều em học được là đó là những bài giảng của các doanh nghiệp không chỉ cải tiến trong khoa học công nghệ kỹ thuật mà cải tiến chính xác, phải cải tiến ngay trong tư duy của mỗi con người nữa. Trong thời gian tới, để góp phần đáp ứng nhu cầu tìm nhân lực của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, công ty Edu & Quest dự kiến sẽ duy trì tổ chức hàng năm ngày hội Quest Career tại Hà Nội. Với hình thức tổ chức rất mới mẻ, đó là để sinh viên chủ động tư duy về cách giải quyết đối với vấn đề doanh nghiệp đặt ra, thì Ngày hội Giáo dục Việc làm hôm nay đã đem đến cho sinh viên cơ hội để thể hiện bản thân, tiến gần hơn đến với doanh nghiệp. Và quan trọng hơn hết, việc đó đã góp phần cải thiện môi trường tìm nghề, tìm việc của sinh viên Việt Nam.